Hello, xin chào. Hôm bữa đọc được một cái câu chuyện này cũng rất là hay á, cho nên hôm nay rảnh kể chuyện chơi. Nghe coi có vui không ha? Câu chuyện này kể về cái sự ra mắt của những cặp yêu nhau. Cũng bảo hấp dẫn ha. Chuyện kể rằng có một ngày nọ, có một anh chàng kia mới dắt người yêu về ra mắt. Thì cái bữa đó tập hợp hai bên nội ngoại cô dì chú bác ngồi la liệt ở nhà để coi mắt cháu dâu mà, đúng không? Thì con người ta khi mà rơi vào những cái tình huống mà hồi hộp á thì nó hay căng thẳng, mà khi căng thẳng á thì sẽ không làm chủ được bản thân đó. Thì vô tình trong cái lúc mà ngồi nói chuyện á thì cái cô gái đó mới mất kiểm soát và có xả ra một luồng một âm thanh kêu kiếm íp một phát trong đầu. Thế là anh chàng người yêu nhanh trí ha, nhanh trí với ngay cái ly nước ngay trước mặt á, nhúng tay vô cái ly nước đó, sau đó mới miết miết lên trên cái bàn á để cho nó ra cái tiếng kíp đó, miết thật mạnh cho nó ra tiếng kíp trên bàn vậy đó, để đánh hồng, để đánh lạc hướng cho cái cô bồ của mình nó không có bị ngại á, hiểu không? Thế sau khi anh chàng này anh miết trên bàn nó kêu cái kíp gì đó, cái tất cả mọi người á ai cũng đổ xô mắt nhìn vô cậu ta, nhìn chăm chăm vậy nè, đéo giống. Sau khi mọi người nhìn vô, hai bên nhìn vô cậu ta xong phát xong câu đéo giống. Vậy mạnh. Trời ơi, chịu nổi. Tưởng đâu đánh lạc hướng được rồi, ai dè phát cho một câu méo giống. Vẫn quê, quê tàn tật của okay. Câu chuyện thứ hai cũng liên quan đến cái việc ra mắt người yêu. À, bữa đó cái cô con gái này đi ra ra mắt nhà chồng tương lai thì có tổ chức ăn uống. Thì trong cái lúc mà đang ăn, mọi người đang ăn uống vui vẻ, tự nhiên cô nàng này hồi hộp quá bỗng xả ra một tiếng bủm. Xong bắt đầu đang ngượng ngùng không biết xử lý như thế nào thì bố chồng mới cúi xuống gầm bàn á, quát cái con chó Milu đi ra. Thế thì bắt đầu cái cô này cố nghĩ là ai cũng nghĩ cái âm thanh đó được tạo ra bởi con chó, thế là lại tiếp tục vui vẻ ăn uống. Được một lúc sau cổ lại bủm thêm cái nữa, cái ông bố chồng lại chui xuống gầm bàn, cúi xuống gầm bàn á la con chó thêm lần nữa Milu đi ra ngoài, là to hơn nha. Cái xong cái mọi người lại cứ nghĩ đó là con chó thôi, xong lại vẫn tiếp tục xì xụp ăn uống vui vui vẻ. Xong rồi một lúc sau cổ làm cho một phát bụm 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 liên tục mấy cái luôn. Lúc này á ông bố chồng tương lai á ổng không chịu được nữa, ông cầm ngay đôi đũa ông cúi xuống bàn, ông phi thẳng vào đầu con chó, ông la thật to lên, ông gào lên Milu nói mày đi ra rồi mà, con nhỏ nó sắp ỉa lên đầu mày rồi kìa. Thì ra nãy giờ ông sợ con chó của ông bị bủn lên đầu chứ không phải là ông cứu cánh cho cái con kia mà làm tưởng lầm, tưởng đâu ông bố ông chữa cháy cho, chứ té ra là ông sợ con chó nó bị bủn lên đầu. Bể mắng thiệt chứ.